Em trong chương trình thời sự ngày hôm nay do Xuân Nha thực hiện. Xuân Nha cảm ơn tất cả quý vị rất nhiều. Và một trong những thông tin quý vị ơi, trời ơi, cuối cùng ngày hôm nay chúng ta cũng đã biết được rằng Tổng thống Trump bên phía của ngài cũng đã chính thức ký xuống cái tờ giấy chuyển giao quyền lực với lại phía của ông Joe Biden. Bản tin này rất là vui, được Fox News đưa tin ngày 27 thì tháng 11. Nhóm chuyển giao của Tổng thống đắc cử Donald Trump ngày 26 thì tháng 11 vừa qua cũng đã thông báo rằng họ đã nhất trí về biên bản ghi nhớ với Tòa Bạch Ốc để cho phép hai bên bắt đầu quá trình chuyển giao quyền lực. Bà Susie Wiles, người được Tổng thống Trump chọn làm chánh văn phòng Tòa Bạch Ốc sắp tới, thông báo. Sau khi hoàn tất quá trình lựa chọn nội các mới, Tổng thống đắc cử Donald Trump đang bước vào giai đoạn tiếp theo của quá trình chuyển giao quyền lực với việc ký biên bản ghi nhớ với Tòa Bạch Ốc của Tổng thống Joe Biden. Bà Wiles cho biết, việc này cho phép những người được đề cử vào nội các của Tổng thống Trump bắt đầu các công tác chuẩn bị quan trọng, bao gồm khai triển các đội tiếp cận đến các bộ và cơ quan và hoàn tất quá trình chuyển giao quyền lực một cách có trật tự. Thông báo cho biết là quá trình này sẽ không dùng ngân sách từ tiền thuế của người dân, phù hợp với cam kết của Tổng thống Trump về việc tiết kiệm tiền cho người Mỹ đóng thuế. Vâng, quý vị thấy là giờ đây thì khi mà chuyển giao quyền lực và nhất là cái bà chánh văn phòng Tòa Bạch Ốc của Tổng thống Donald Trump là bà Susie Wiles này đây, là bà lo về tất cả những người làm việc ở đâu, khâu nào, bộ nào, cơ quan nào thì bà cũng sẽ phân phối hết, và bà cũng đã chuẩn bị cho cái buổi mà ký kết giữa bên phía của Tổng thống Trump và phía của ông Joe Biden. Như vừa qua Suy Nha có chia sẻ với quý vị là ông Joe Biden sẽ đến tham dự buổi cái ngày nhậm chức, tuyên thệ nhậm chức của quý vị của Tổng thống Donald Trump. Và một trong những thông tin kế tiếp nữa mà Xuân Nha muốn chia sẻ với lại tất cả quý vị liên quan đến việc vừa qua khi mà Xuân Nha chia sẻ về vấn đề đánh thuế là Xuân Nha có sơ sót là thưa quý vị đây là 10% khi mà Tổng thống Trump đe dọa là đánh thuế thêm nữa là cộng vào những cái thuế mà Trung Cộng hiện nay đang phải trả. Thì như quý vị biết là Tổng thống Trump đánh thuế, thứ nhất là đánh thuế Mexico thì chúng ta biết là 25%, còn Canada cũng 25% cộng thêm nha quý vị, và 10% thêm nữa là từ phía của Trung Cộng. Tuy nhiên thì hàng hóa thuế của Trung Cộng, Xuân Nhan coi thì không có cao lắm, chỉ ngoại trừ vấn đề quý vị mang xe hay là xe điện hay những cái đồ mà bên Mỹ họ làm được thì mới đánh thuế cao mà thôi. Và theo như Reuters đưa tin thì chính quyền của ông Joe Biden cũng đã giữ nguyên mức thuế là 7,5% đến 25% từ thời của Tổng thống Trump đối với số lượng hàng hóa trị giá hơn 300 tỷ đô nhập vào từ Trung Cộng, từ đồ chơi, áo phông đến bộ định tuyến Internet và máy móc công nghiệp. Còn về xe cộ thì thuế nó còn cao hơn nữa thưa quý vị, sắp tới đây khi mà Tổng thống Donald Trump mà đánh thuế thêm một lần nữa là cộng thêm cái thuế cũ thì chắc chắn một điều là ông Tập Cận Bình với Đảng Cộng sản Trung Quốc là sẽ bị tơi bời, đánh mà chịu không nổi như là năm 2016 khi Tổng thống Donald Trump nhậm chức. Và nói đến Trung Cộng thì một trong những chức vụ mà Tổng thống Trump mới vừa đề cử, vâng quý vị biết ông này đây là ông trùm đánh thuế quý vị, là được Tổng thống Donald Trump đã chọn là luật sư thương mại Jamieson Greer làm đại diện thương mại Mỹ trong chính quyền mới của Tổng thống Donald Trump. Để hình cho quý vị xem. Ông Greer là quan chức chủ chốt trong cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung nhiệm kỳ trước của Tổng thống Trump. Ông được kỳ vọng sắp tới sẽ tiến hành một chương trình nghị sự sâu rộng về thuế quan đối với thương mại toàn cầu. Đại diện thương mại Mỹ vừa được đề cử là người có quan điểm giống như Tổng thống Trump trong việc áp thuế cao lên hàng nhập cảng của Trung Cộng, cũng như từng sát cánh với Tổng thống Trump trong cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung. Hãng tin Reuters dẫn lời của Tổng thống Trump, Jamieson Greer sẽ định hướng văn phòng đại diện thương mại Mỹ tập trung vào việc kiểm soát thâm hụt thương mại khổng lồ của đất nước nhằm bảo vệ các ngành sản xuất, nông nghiệp, dịch vụ cũng như mở rộng thị trường xuất cảng đến khắp mọi nơi. Vâng, quý vị thấy là những người mà Tổng thống Trump bây giờ chọn, quý vị ơi, không phải là những người tầm thường đâu, nhất là liên quan đến việc đánh thuế Trung Cộng thì phải chọn một người mà chuyên thích đánh thuế Trung Cộng thì mới được, đúng không ạ? Và giờ đây thì lại thêm một cái chức vụ khác mà Tổng thống Donald Trump sáng ngày hôm nay mới vừa đề cử đâu quý vị, đó là Tổng thống Trump đã đề cử vào ngày 27 thì tháng 11 tiến sĩ Dr. J. Bharacharya, một nhà phê bình kiên quyết về thời kỳ phong tỏa dịch cúm Vũ Hán, trở thành giám đốc mới của Viện Y tế Quốc gia, gọi tắt là NIH. Tổng thống Trump cũng đã đưa ra thông báo vào tối ngày thứ Ba, tuyên bố rằng sự lãnh đạo của ông Bharacharya hợp tác với Robert F. Kennedy Jr.
sẽ mở ra một kỷ nguyên mới của nghiên cứu y khoa dựa trên sự minh bạch đổi mới và lòng tin. Tiến sĩ Dr. Bharacharya đã trả lời về đề cử này trong tuyên bố cho Tổng thống Donald Trump. Tôi rất vinh dự và khiêm nhường khi được Tổng thống Donald Trump đề cử làm giám đốc NIH tiếp theo. Chúng tôi cũng sẽ cải cách các tổ chức khoa học của Hoa Kỳ để chúng xứng đáng được tin tưởng một lần nữa và sẽ khai triển thành quả của khoa học tuyệt vời để giúp cho nước Mỹ khỏe mạnh trở lại. Vâng, quý vị biết rằng là cái ông này đây thì trong đại dịch cúm Vũ Hán, ông cũng đã phản đối vấn đề phong tỏa rồi giới nghiêm đủ thứ hết thưa quý vị. Và ông này đây bây giờ ông đóng cái chức vụ cũng không có xa lạ lắm đâu, đó là cái chức vụ liên quan đến bên phía của ông Dr. Fauci. Vâng, ông tiến sĩ Fauci này đây nào quý vị còn nhớ không ạ? Ông này đây chờ đợi khi nào mà Tổng thống Donald Trump, nhất là ông RFK Jr. trở lại thì họ cũng sẽ mang ông này ra tiếp tục điều trần và điều tra. Bởi vì trong cái đại dịch cúm Vũ Hán thì ông Fauci này là người đưa ra những quyết định mà chúng ta thấy nó rất là vô lý. Và cái ông vừa qua mà mới đây Sinh Nha vừa gửi tin đến quý vị là ông sẽ nắm giữ cái chức vụ quan trọng của Viện Y tế Quốc gia thưa quý vị, là giám đốc NIH. Thì ông Bharacharya này đây cũng sẽ làm việc chung với lại RFK Jr. Và một trong những bản tin kế tiếp nữa Sinh Nha chia sẻ với quý vị liên quan đến Kim Jong-un của Bắc Hàn. Thì chúng ta mới vừa biết vào ngày 27 tây tháng 11, Red Bar News cũng đã đưa tin. Nguồn tin từ Reuters tiết lộ đội ngũ của Tổng thống Trump hiện đang thảo luận khả năng theo đuổi đối thoại trực tiếp với nhà lãnh đạo Bắc Hàn là Kim Jong-un và hy vọng hành động ngoại giao mới có thể làm giảm nguy cơ xung đột vũ trang. Các nguồn tin này cũng lưu ý hiện các cuộc thảo luận chính sách đang liên tục diễn ra và chưa có quyết định cuối cùng nào từ Tổng thống đắc cử. Đội ngũ chuyển giao quyền lực của Tổng thống Trump đã không trả lời về những lời bình luận và hiện thì không rõ là ông Kim Jong-un có hoặc là sẽ phản hồi ra sao với Tổng thống Trump. Tuy nhiên thì trong 4 năm qua, Bắc Hàn cũng đã phớt lờ mọi nỗ lực tiếp cận của ông Joe Biden nhằm mở lại các cuộc đàm phán mà không đưa ra điều kiện tiên quyết nào. Vâng, quý vị thấy rằng là bây giờ thì vấn đề mà Tổng thống Trump gặp ông Kim Jong-un này đây sắp tới thì cũng rất là dễ dàng diễn ra, bởi vì Kim Jong-un thưa quý vị là một người mà rất là kính trọng Tổng thống Trump, rồi viết thư, rồi Tổng thống Trump cũng viết thư qua thư lại đó quý vị. Nhưng mà trong cái thời của ông Joe Biden thì Kim Jong-un hoàn toàn không có một cái sự liên lạc hay là đối thoại gì với lại bên phía của ông Joe Biden hết, thì rõ ràng là cái sự thứ nhất là khinh miệt vô cùng, thứ hai nữa là chúng ta biết là Kim Jong-un thì họ nghiêng về phía Bắc Hàn, nghiêng về phía của Nga là với ông Vladimir Putin. Nhưng quý vị thấy dưới thời Tổng thống Trump thì Kim Jong-un rất là mừng vui vẻ luôn quý vị, đi ra đến cái cửa khẩu ha quý vị, cái biên giới mà Nam Hàn, Bắc Hàn để mà chào đón Tổng thống Donald Trump. Và trở lại với phía của bà Kamala Harris, bà phó Tổng thống của nước Mỹ, thì đây là hình ảnh mới nhất vào sáng ngày hôm nay, ngày thứ ba thưa quý vị, của Kamala. Trời ơi, không biết bà làm cái gì mà bà bị từ tụy dễ sợ luôn quý vị. Ngày 27 tây tháng 11, Red Bar News cũng đã đưa tin rằng Kamala Harris cũng đã phát hành một thông điệp video cho những người ủng hộ mình vào tối ngày thứ ba. Và bà trông có vẻ mệt mỏi và say xỉn. Kamala trong thông điệp video đầu tiên của bà gửi đến những người ủng hộ kể từ bài phát biểu nhượng bộ sau khi thua cuộc bầu cử năm 2024 trước Donald Trump. Kamala tuyên bố trong video được chia sẻ trên ứng dụng mạng xã hội X: kết quả của cuộc bầu cử này rõ ràng là không phải là điều chúng ta mong muốn, đó không phải là điều chúng ta đã nỗ lực hết mình, nhưng tôi tự hào về cuộc đua mà chúng ta đã chạy, và vai trò của các bạn trong cuộc đua này là rất quan trọng. Những gì chúng ta đã làm trong 107 ngày là chưa từng có. Vâng, chắc là chi hết 1 tỷ đô. Ý bà là như vậy, chắc vậy quá quý vị. Tôi biết rằng đây là thời điểm không chắc chắn. Tôi rất sáng suốt về điều đó. Tôi biết các bạn rất sáng suốt về điều đó. Và điều đó thật nặng nề, và tôi chỉ muốn nhắc nhở với các bạn rằng đừng bao giờ để bất kỳ ai lấy đi sức mạnh của bạn. Các bạn có cùng sức mạnh như trước ngày 5 tây tháng 11 và các bạn có cùng mục đích như trước. Các bạn có cùng khả năng thu hút và truyền cảm hứng. Vì vậy, đừng bao giờ để bất kỳ ai hoặc là bất kỳ hoàn cảnh nào lấy đi sức mạnh của các bạn. Bà Kamala cũng đã nói lắp bắp khi bà liên tục đề cập đến việc quay trở lại làm việc. Vâng, quý vị biết là cả cái tuần qua chẳng thấy bà đi đâu hết quý vị, đi nghỉ hè ở Hawaii, truyền thông báo chí họ đưa tin là như vậy. Rồi thì giờ đây bà trở lại, quý vị thấy một cái gương mặt mà thiếu ngủ và mệt mỏi, và nhất là nếu mà quý vị nghe bà phát biểu thì quý vị sẽ, nó có cái kiểu như là của một người bị say xỉn đó quý vị.
Và cư dân mạng họ cũng đã chia sẻ cái hình ảnh này đây, là họ ghép hình của Kamala. Quý vị thấy rõ rằng là một người phó tổng thống tại sao để cho mình bị tiều tụy và đưa ra một cái bài phát biểu qua video chính thức như thế này, đúng không ạ? Xin thấy nó không có được hay lắm. Phải giống như làm cho bà này bà lên tinh thần chút xíu, chứ không phải là cái gương mặt của bà nói chuyện như là một người say xỉn. Cái điều này hoàn toàn không đúng chút nào. Và cũng liên quan đến bà Kamala thì hiện nay bà đang gặp rắc rối vô cùng, nhất là những người nhà tài trợ lớn mà vừa qua cũng đã tung tiền cho chiến dịch tranh cử của Kamala thì giờ đây họ rất là hối hận vô cùng luôn quý vị. Ngày 27 tháng 11, ứng cử viên tổng thống thất bại Kamala cũng đã bị loại vĩnh viễn. Theo như nhà tài trợ lớn của đảng Dân Chủ là John Morgan, người đã chỉ trích việc chi tiêu và khả năng lãnh đạo của bà Kamala trong chiến dịch, khẳng định là bà không có tương lai chính trị và không thể tin tưởng vào tiền bạc. Trong một lời chỉ trích gây sốc, nhà tài trợ và cũng là luật sư lâu năm của đảng Dân Chủ là John Morgan cũng đã đưa ra lời chỉ trích gây gắt đối với bà phó tổng thống Kamala, cáo buộc bà quản lý quỹ kém và không thể hiện được khả năng lãnh đạo trong suốt chiến dịch của mình. Và ông cũng đã trích dẫn các ví dụ như việc chi $900,000 để chiếu hình ảnh của bà Kamala lên Sphere ở Las Vegas, gọi đó là sự thể hiện cái tôi và tiền hoa hồng điên rồ. Nêu bật mối lo ngại của mình, ông Morgan tuyên bố, nếu quý vị không thể điều hành một chiến dịch, quý vị không thể điều hành một đất nước Mỹ. Ám chỉ rằng triển vọng sự nghiệp chính trị của bà Kamala về cơ bản đã kết thúc. Tôi không nghĩ bà ấy có tương lai chính trị, ông tuyên bố, đồng thời nói thêm rằng phó tổng thống đảng Dân Chủ không thể tin tưởng khi giao phó tiền bạc cho bà ấy. Vâng, quý vị biết rằng là ông Morgan này đây, quý vị, rõ ràng là ông nói những điều hoàn toàn đúng với sự thật luôn ngày hôm nay, là bởi vì ông Morgan không phải ông này đâu quý vị, là ông ngồi bên này, ông nói chuyện bên này. Đấy, xin nhờ kéo màn hình qua cho quý vị xem. Ông này là một trong những nhà tài trợ lớn cho phía chiến dịch tranh cử của bà Kamala và nhất là cho đảng Dân Chủ. Nhưng giờ đây ông cũng phải nói rằng là không thể nào $1 tỷ mà chi mà đốt sạch luôn quý vị trong vòng 107 ngày mà thôi, khi Kamala bắt đầu bay vào và thay thế ông Joe Biden để chạy đua đối đầu với Tổng thống Trump. Suy nhớ ví dụ, nếu như mà quý vị mà có một cái cơ sở làm ăn hay một cái tiệm phở mà quý vị chi $1 triệu thôi, đừng nói chi $1 tỷ quý vị chi $1 triệu mà đưa cho bà Kamala này, bà vận hành cái tiệm phở của quý vị rồi bị cháy tiền, đốt hết tiệm phở, rồi cộng thêm nữa là bị thiếu nợ thêm vài triệu nữa, thì quý vị nghĩ sao về cái điều này đây, đúng không ạ? Cho nên những người mà Xuyên Nha thấy mà ủng hộ cho bà Kamala, Xuyên Nha hoàn toàn không có tôn vinh lãnh đạo, lãnh tụ gì hết quý vị. Nhưng mà chúng ta cần phải nhìn vào thực tế là cái vấn đề mà tiền bạc chi tiêu quý vị còn không có thể khả năng để mà control hay là để mà xem xét vấn đề kiểm toán nữa. Chứ đừng nói chi mà đến khi mà nắm giữ một cái quốc gia như là cường quốc đất nước Hoa Kỳ. Cho nên là cái ông Morgan này đây, Xuyên Nha hoàn toàn đồng ý với ông này. Và cộng thêm nữa thì không chỉ riêng đây, Xuân Nha chia sẻ luôn, đây là cái sphere quý vị, là cái cục tròn tròn này nè quý vị, mình gọi là cái sphere ở ngay tại Las Vegas. Chắc quý vị nào mà đi đến Las Vegas thì quý vị biết là nó bự lắm quý vị, nó như một cái trái banh mà bự, thật là bự vậy. Rồi quý vị đứng bất cứ nơi nào ở Las Vegas quý vị cũng nhìn thấy được hết. Mà quý vị, đây Kamala bà chạy quảng cáo này đây, trả $900,000 để mà chạy hình Kamala lên cái trái vòng tròn này nè quý vị. Nhưng mà cuối cùng Kamala cũng thua ở ngay tại Nevada. Cho nên cái vấn đề chi tiêu rồi trả cho những người ca sĩ Hollywood nổi tiếng rồi như là bà Winfrey, là trả cho bà $10 triệu có quý vị đây. Trời ơi Xuân Nha, không thể nào, hình như 10 triệu cho Winfrey, Xuân Nha không nhớ rõ số tiền, nhưng mà cũng hàng triệu. Thì những cái vấn đề chi tiêu này đây, so với đại phiếu của Tổng thống Trump, tiền của ngài có thì không có như bà này đâu, không phải 1 tỷ mà là rất là ít. Nhưng mà ngược lại Tổng thống Trump còn dư tiền nữa quý vị, khi mà kết thúc cái cuộc chạy đua của mình và đã giành được chiến thắng nữa. Trong khi đây quý vị thấy chi $900,000 cho cái trái này chạy vòng vòng cái quảng cáo như thế này. Và một trong những thông tin khác nữa đây cũng liên quan đến một nhân vật cũng đã tài trợ tiền cho bên phía của bà Kamala, giờ đây cũng phải lên tiếng. Đó là Lindy Lee. Ngày 27 tháng 11, Breitbart News đưa tin bà Lindy Lee là thành viên của Ủy ban Tài chính Kamala Harris. Bà không chỉ quyên góp số tiền lớn của mình cho chiến dịch mà còn thuyết phục những người khác làm theo như bà, chủ yếu là dựa trên thực tế là chiến dịch liên tục nói với bà rằng họ sẽ chiến thắng. Tuần này thì bà Lee cũng đã tham gia một cuộc gọi cùng với lại Kamala, các quan chức chiến dịch và các nhà tài trợ hàng đầu.
Bà Linda Lee hy vọng rằng ai đó sẽ giải quyết thực tế là họ đã chi tiêu sai gần 1 tỷ đô, nhưng mà theo bà thì đã không ai chịu trách nhiệm. Bà Lee thậm chí còn tuyên bố rằng bà Kamala đã dành một phần cuộc gọi để nói về các công thức nấu ăn cho ngày lễ tạ ơn. Lindy Lee nói với News Nation rằng bà rất sửng sốt khi không có bất kỳ cuộc điều tra hay là phân tích nào về chiến dịch thảm họa này của Kamala. Vâng quý vị, nếu như mà quý vị mà là một người thông minh thì quý vị nhìn vào chiến dịch của bà Kamala, giờ đây không không phải chỉ riêng ở bên phía Cộng Hòa đâu mà họ nhận xét như vậy đâu, mà cả bên phía Dân Chủ như là bà Lindy Lee này đây, rồi ông John Morgan vừa là những người đã quyên góp số tiền rất là lớn cho chiến dịch của Kamala. Nhưng tiền thì nó bay, trời ơi, một cái cách mà dùng không có đúng cách đó quý vị, và chi tiêu quá là hoang phí. Rồi còn thiếu nợ 20 triệu đô nữa. Và giờ đây thì có những thông tin cho biết rằng là chiến dịch của Kamala, hiện nay họ đang mở ra một cái GoFundMe, là một cái account đó quý vị, ở trên GoFundMe để quý vị cho tiền á. Mình quyên góp tiền quý vị cho họ để mà trả nợ cho cái chiến dịch của Kamala. Thì những cái điều này đây Sonia thấy là một cái chiến dịch mà rõ ràng là vừa thua mà còn bị mất tiền rồi thiếu nợ đủ thứ hết, thì đây là một cái điều mà bên phía đảng Dân Chủ cần phải xem xét lại. Không chỉ như vậy mà mới đây chúng ta còn biết thêm nữa là cũng liên quan đến phía của đảng Dân Chủ, nhất là Ủy ban Quốc gia của đảng Dân Chủ, thì ngày 27 tháng 11, Just the News đưa tin rằng đảng Dân Chủ hiện đang thực hiện những bước đầu tiên để tái hợp lại sau thất bại năm 2024 trước Donald Trump. Đảng Dân Chủ sẽ tổ chức 4 diễn đàn ứng cử viên cho chức chủ tịch vào tháng 1 năm 2025. Chủ tịch của Ủy ban Quốc gia Đảng Cộng Hòa, gọi tắt là DNC, là ông Jamie Harrison, cũng sẽ không tái tranh cử sau khi đảng của ông thua tòa Bạch Ốc và thua Thượng viện trong cuộc bầu cử vừa qua. Ông cho biết trong một tuyên bố, DNC, Ủy ban Quốc gia Đảng Dân Chủ, cam kết tổ chức một cuộc bầu cử minh bạch và công bằng cho thế hệ lãnh đạo tiếp theo để dẫn dắt đảng tiến lên phía trước. Vâng, tiến lên thì không biết tiến lên đi đâu, nhưng tốt nhất đừng tiếp tục tiến lên thiên đường xã hội nữa, bởi vì vừa qua, người dân ở ngay tại nước Mỹ cũng đã chứng tỏ và cũng đã trả lời rằng họ không muốn sống dưới một cái xã hội, chủ nghĩa xã hội gì cả, mà chúng ta là một quốc gia tự do, độc lập, và nhất là một cái nền cộng hòa ở ngay tại nước Mỹ. Cho nên là đảng Dân Chủ họ cần phải nên chuẩn bị thật là kỹ càng về cái chiến lược của họ cho cái năm 2026 sắp tới đây. Dù là Kamala hay là những thành phần khác thì Sonia nghĩ cái chiến lược của họ trong năm 2024 này đây là quá là thất bại. Và một thông tin khác nữa vui vui, gần đến Christmas rồi quý vị, không biết quý vị có đi đi mua cây thông Noel chưa? Sonia thì Sonia lên cây thông Noel rồi quý vị, ngày mai Sonia sẽ khoe với lại quý vị cây thông Noel mà Sonia đã trang trí để ở nhà. Và Sonia cũng chia sẻ trong cái dịp lễ tạ ơn ngày mai với tất cả quý vị. Nhưng mà cây thông ở ngay tại tòa Bạch Ốc là bà Jill Biden cũng đã ra đón cái cây thông như hàng năm. Đây là cái cây thông mà mỗi năm đó quý vị, dưới thời của Tổng thống Trump thì đệ nhất phu nhân ra chào đón như là một cái lễ truyền thống. Thì chúng ta mới vừa biết bản tin này cũng vui vui lắm quý vị. Đó là việc vào hôm thứ hai, bà Jill Biden cũng đã nhận được cây thông Noel cho chở đến tòa Bạch Ốc cho năm 2024. Bà tiến sĩ Jill cũng đã ra ngoài để mà bắt đầu lễ chào đón cây thông hàng năm cùng với con trai út của thợ săn là Bo. Cây thông này đến từ một trang trại ở dãy núi Blue Ridge tại North Carolina. Bà Jill Biden cho biết là dãy núi Blue Ridge gần đây cũng đã bị bão Helene tàn phá và gia đình Kortner cũng đã bị mất hàng ngàn cây thông trong cơn bão. Nhưng cây thông này đây vẫn đứng vững và họ đặt tên cho nó là Tremendous vì hy vọng phi thường mà nó tượng trưng. Nhưng mà quý vị biết cái vấn đề về cái cây thông này đây mà bà Jill này đây, bà đang ca ngợi cái cây thông được đưa đến tòa Bạch Ốc của quý vị, cây thông bự này đây. Bà nói rằng là bà đặt tên cho cái cây thông này là Tremendous. Rồi thì bà nói và hy vọng phi thường mà nó tượng trưng, tại vì nó sống được trong cái cơn bão lịch sử vừa qua là Helene. Nhưng mà truyền thông báo chí họ lại lên án cái bà này đây và cái tòa Bạch Ốc là tại sao cái cây thông nó có thể sống sót trong cơn bão mà bây giờ tới phiên bà này thì chặt xuống đưa xuống tòa Bạch Ốc là sao? Nếu như mà bà gọi rằng cái cây thông này đây là một cái hy vọng phi thường đúng không ạ? Thì phải để cho nó sống chứ tại sao chặt nó xuống làm gì? Để đưa ra tòa Bạch Ốc. Thì quý vị thấy là
Đây là những cư dân mạng ở trên mạng xã hội, quý vị, họ thấy nó rất là vô lý. Tại vì nếu như mà mình ca ngợi một cái gì đó, ví dụ cái cây hay là một con thú vật gì đó, thì mình không thể nào, ôi trời, cái cây này đẹp quá, đây là biểu tượng của sự hy vọng sống đủ thứ hết, rồi chặt xuống cái bậc cái rồi mang vô tòa bạch ốc để trưng lên. Thì có phải là giết cái cây thông này không mà xuống nhà? Cho nên bây giờ thì đáng lý ra nếu mà nó sống được trong cái cơn bão lịch sử vừa qua Helene, thì phải để cây thông này làm một cái biểu tượng, đúng không quý vị? Phải chỗ phải cho sống cho nó bự hơn nữa. Nhưng mà quý vị thấy đó, giờ đây thì chặt xuống rồi lại nói là cây thông này đây là biểu tượng hy vọng đủ thứ hết. Nó rất là mắc cười khi mà nói đến tòa bạch ốc. Vâng, và đó cũng là bản tin sau cùng ngày hôm nay Xuân Nha gửi đến tất cả quý vị. Hôm nay không biết là quý vị chuẩn bị Thanksgiving chưa? Bản tin cuối cùng Xuân Nha gửi đến quý vị để mà chúng ta chuẩn bị Thanksgiving, mang những cái con gà Tây ra quý vị. Quý vị, năm nay chúng ta phải ăn mừng lớn nha quý vị. Bất cứ ngày lễ nào từ bây giờ cho đến năm 2028 là chúng ta ăn mừng những dịp lễ ở ngay tại nước Mỹ. Nó rất là ý nghĩa vô cùng luôn quý vị. Nhất là dịp lễ tạ ơn này, chúng ta có cơ hội để mà tạ ơn ơn trên cũng đã lắng nghe lời cầu nguyện của chúng ta để đưa Tổng thống Donald Trump trở lại tòa bạch ốc. Và quý vị ơi, Xuân Nha ngày hôm nay Xuân Nha gửi đến quý vị một bản tin phần 1, và ngày mai Xuân Nha có chương trình đặc biệt là sẽ trò chuyện với quý vị và gửi đến quý vị những thông tin trong cái ngày lễ tạ ơn ở ngay tại nước Mỹ. Xin nhà mong gặp lại tất cả quý vị vào ngày mai, ngày thứ năm, bởi vì chúng ta sẽ nghỉ dài hạn luôn, nhưng mà Xuân Nha không có nghỉ, Xuân Nha vẫn tiếp tục cập nhật thông tin đến cho tất cả quý vị, và nhất là chúng ta sẽ sinh hoạt và vui vầy với nhau và ăn mừng bên nhau. Ngày mai Xuân Nha có một cái surprise, Xuân Nha chờ có một cái surprise kêu lại gì quên mất tiêu rồi, bất ngờ. Bất ngờ ngày mai Xuân Nha sẽ khoe với quý vị, tại Xuân Nha mới nhận được ngày hôm nay thôi, và Xuân Nha để dành để ngày mai trong chương trình đặc biệt thì Xuân Nha chia sẻ với quý vị. Ngày mai Xuân Nha cũng sẽ xuất hiện khoảng vào buổi sáng, khoảng chừng 9-10 giờ sáng giờ California quý vị, chắc khoảng chừng 12-1 giờ sáng bên Việt Nam, và hình như 6 giờ chiều hả, 6 giờ chiều ở bên châu Âu, thì khoảng 9-10 giờ là bây giờ là mấy giờ, khoảng chừng 4 tiếng trước bây giờ nha quý vị, 4 hay là 5 tiếng để Xuân Nha chuẩn bị chương trình. Rồi xong rồi Xuân Nha sẽ ngồi xuống với lại tất cả quý vị vào ngày mai để mà chúng ta nói về cái chiến thắng của Tổng thống Trump, và Xuân Nha có một cái surprise, big surprise for you. Ngày mai đi quý vị, Xuân Nha hẹn gặp lại quý vị. Và ngày hôm nay rất là vui mừng là bởi vì Tổng thống Trump cuối cùng cũng đã ký xuống giấy trắng mực đen để chuyển giao quyền lực rồi. Nhưng hiện nay thì khổ nổi là những người mà trong nội các của Tổng thống Trump đã chọn ra quý vị, họ đang nhận những cái lời đe dọa, là bị đe dọa đánh, bị đe dọa đủ thứ hết, cho nên tội nghiệp vô cùng cho những người đã được chọn vào nội các của Tổng thống Trump, nhưng mà đa số lại là phụ nữ nữa Xuân Nha thấy, cho nên rất là vui mừng cho cái nội các của Tổng thống Trump đã chọn ra được những người tài, nhất là những người trưng chắc trưng nhị, đúng không ạ? Toàn là phụ nữ đông lắm quý vị. Cho nên những người đó thì mình cũng phải cẩn thận và mong là Tổng thống Trump sẽ bảo vệ cho họ, bởi vì hiện nay họ đang nhận những cái text, những cái lời đe dọa quý vị, và rất là lo lắng là bởi vì Tổng thống Donald Trump tới ngày 20 tháng 1 mới bước vào tòa bạch ốc, cho nên ngài mới có những cái quyền hành để mà ngăn chặn cái tình trạng mà đe dọa những người làm việc trong nội các của ngài. Nhưng mà cho đến ngày hôm nay quý vị đừng quá lo lắng là những người nằm trong danh sách cũng sẽ được thông qua mà thôi ở ngay tại Thượng viện, và họ sẽ vào làm việc tốt cho Tổng thống Trump. Đừng có hồi hộp, không hồi hộp cái gì, thắng rồi mà hồi hộp gì vậy, Dương Trần, không có gì phải hồi hộp lo lắng nữa hết. Chúng ta chỉ sợ là Tổng thống Trump không được bảo vệ kỹ càng thôi từ bây giờ đến cái ngày 20 tây tháng 1 nha quý vị. Và quý vị nào mà muốn đi đến để tham dự cái buổi nhậm chức, tuyên thệ nhậm chức của Tổng thống Trump ở ngay tại Washington DC, thì xin quý vị hãy mua vé máy bay để đi đến sân bay là Ronald Reagan National Airport. Thì quý vị đến đó rồi quý vị hạ cánh xuống, lấy Uber chạy khoảng chừng 10 phút thôi là đến tòa bạch ốc hay là cái điện Capitol, nó gần nhau hết. Xuân Nha cũng sẽ có mặt ở ngay tại Washington DC vào ngày 20 tháng 1 ngày thứ hai, nhưng mà Xuân Nha sẽ đến đó trước 1-2 ngày để mà xem tình hình, coi trang trí làm sao, mọi thứ làm sao. Nhưng mà Xuân Nha chắc đứng xa lắm quý vị, xa thật là xa, không biết có nhìn thấy được Tổng thống Trump không, chắc phải đem theo cái ống dòm nhìn Tổng thống Trump, tại hôm đó là sẽ đông lắm quý vị ơi, mọi người
Bây giờ mấy cái khách sạn á, là người ta book đầy hết luôn rồi. Bây giờ không còn khách sạn ở gần Tòa Bạch Ốc hay là Điện Capitol nữa. Nhưng mà cái ngày 20 tới tháng 1 có quý vị là họ sẽ block hết đường phố luôn. Đường phố là không có chạy xe vô được đâu. Cho nên là Sư Nha cũng cố gắng đi đến để xem tình hình trước như thế nào và cũng sẽ livestream để gửi đến tất cả quý vị. Vâng, cảm ơn quý vị rất là nhiều. Cảm ơn Minh Trương, cảm ơn Jason Hoàng, Minh Trương, đúng rồi, Sinh Trương, Emmy Nguyễn, cảm ơn Charlie Lê, cảm ơn Chi Nguyễn, Ngọc Long Võ, Tina, Minh Phạm, cảm ơn tất cả quý vị rất là nhiều. Và mong rằng là tất cả chúng ta sẽ có được một mùa lễ tạ ơn. Sư Nha rất là biết ơn những gì xảy ra cái năm này, quý vị, nhất là cái cuộc bầu cử của nước Mỹ. Trời ơi, Sư Nha biết ơn vô cùng, và Sư Nha không ngừng tạ ơn Thiên Chúa đã lắng nghe cái lời cầu nguyện của tất cả chúng ta ở đây. Và Sư Nha cũng rất là biết ơn cái sự yêu thương của quý vị dành cho Sư Nha nữa. Lúc nào Sư Nha cũng cảm thấy hạnh phúc hết, tại vì khi mà mình được cái sự yêu thương, và nhất là quý ông bà cô chú bác ở đây là giống như là ba mẹ. Tuổi đa số quý vị là ba mẹ tuổi rất là lớn, cho nên nếu mà Xuân Nha có cái gì sơ sót có quý vị thì xin quý vị bỏ qua giùm cho. Nhưng mà có một số quý vị mà chửi Xuân Nha tại Xuân Nha có đọc bình luận của quý vị làm Xuân Nha cũng buồn á, nhưng mà đừng có chửi Xuân Nha, tại vì quý vị cũng không biết Xuân Nha nữa, và quý vị làm vậy cũng không có tốt gì hết, cho nên Xuân Nha cũng cũng không có quan tâm đâu. Nhưng mà mình nên giống như có một cái tấm lòng trong cái dịp lễ tạ ơn này đây, thì chúng ta bỏ qua hết đi, dù Xuân Gia cũng không làm gì hết trơn, mà có một số quý vị cứ vô đây nhưng mà mấy cái bình luận đó bị block hết rồi. Nhưng mà mong rằng là quý vị có thể vui vẻ trong cái mùa lễ tạ ơn này đây. Việt TV xin kính chào tất cả các quý vị, anh chị, các bạn đã quay trở lại với kênh Việt TV trong ngày hôm nay. Thì trong video ngày hôm nay thì cũng tiếp tục chia sẻ đến quý vị, cô chú, anh chị, các bạn về những cái thông tin và những cái kế hoạch trục xuất của Tổng thống đắc cử thứ 47, ông Donald Trump. Vào ngày 20 tháng 1 năm 2025, ông sẽ chính thức nhận chức trở thành vị Tổng thống thứ 47 của nước Mỹ. Và quý vị, khi mà trở thành vị tổng thống thứ 47 của nước Mỹ thì ông sẽ tiến hành trục xuất những người ra khỏi nước Mỹ, những trường hợp nào, những người nào, và trục xuất ra sao, trục xuất có trục xuất trực tiếp luôn hay không, hay là cần qua xét xử. Thì quý vị, đa số là có những trường hợp mình muốn trục xuất ra khỏi nước Mỹ á, là người ta sẽ cần có sự xét xử rồi có tòa án rồi đồ, thì nó sẽ kéo dài thời gian rất là lâu. Cho nên có thể là trong cái đợt này, sau ngày 20 tháng 1 năm 2025 thì Tổng thống Trump sẽ dùng những cái đặc quyền riêng để trục xuất những người nghi vấn liên quan tới vấn đề này, nghi vấn thôi thì có thể trục xuất ra khỏi nước Mỹ rồi, hoặc quý vị. Cho nên thành ra chúng ta sẽ coi, và lực lượng mà để ông Trump sử dụng trong những ngày sắp tới sau ngày 20 tháng 1 ông trục xuất là như thế nào và là sao, thì mời quý vị của chị cùng nghe cái nội dung này, xong đó chúng ta cùng nhau phân tích xem những trường hợp nào sẽ bị trục xuất sớm nhất. Đó. Thì trục xuất quý vị là trục xuất toàn tất cả các nước thế giới nghe, không gì về Việt Nam cả. Thì mình sẽ cập nhật những cái trường hợp của những người Việt Nam mình á để cho bà con có thể nắm bắt được thôi, chứ còn thực sự ra là ở Mỹ, tổng thống Mỹ người ta nói là nói chung cho tất cả toàn bộ các nước thế giới, như là ví dụ như là Mexico hay là các nước Mexico là đông nhất quý vị, đến với Mỹ đông nhất, cùng các quốc gia khác nữa, rất là nhiều các quốc gia khác chứ không phải riêng về Việt Nam mình. Nhưng mà mình là bà con Việt kiều nên mình cập nhật những cái thông tin liên quan tới bà con Việt kiều một xíu để bà con nắm bắt như vậy, chứ không phải là sao mà anh cứ nói bà con Việt kiều kiều mà con nước khác không nói. Nhưng mà trục xuất và trục xuất toàn thế giới đó, Việt Nam mình chỉ là mảng nhỏ thôi, chứ còn đông dân nhất là Mexico, rồi các nước lân cận đó mới là đông, còn Việt Nam mình chỉ là con số nhỏ trong những các nước thôi, nhưng mà vẫn có liên quan tới một số ví dụ như vài ngàn người Việt Nam mình dính tới cái vụ trục xuất này, cho nên mình cũng cập nhật để cho con nắm bắt là như vậy ha. Thì để mà trục xuất cái vấn đề này cho nó nhanh gọn lẹ mà của tổng thống đưa ra, thì tổng thống Donald Trump cũng đã lên kế hoạch của chị, cái mũi mà xung kích trong kế hoạch trục xuất của tổng thống Donald Trump á, thì ICE quý vị với 20.000 sĩ quan sẽ là đơn vị đầu trong kế hoạch trục xuất hàng loạt người nhập cư trái phép mà ông Trump đã tuyên bố. Đó. Như vậy là đội ngũ ICE của chị có 20.000 sĩ quan sẽ tiến hành trục xuất cho tổng thống Donald Trump ha.
tiến hành thực thi cái lệnh của ông Trump đưa ra. Sau khi nhậm chức thì tổng thống đắc cử Donald Trump nhiều khả năng sẽ mạnh tay trấn áp những người nhập cư trái phép vào Mỹ bằng một kế hoạch trục xuất quy mô lớn chưa từng thấy trong lịch sử nước này. Ông đã công bố nội các gồm những người có lập trường cứng rắn về nhập cư và bổ nhiệm cựu giám đốc cơ quan thực thi di trú hải quan Mỹ ACE là ông Thomas Homan làm người phụ trách kiểm soát biên giới Mỹ trong chính quyền mới. Ông Homan từng tuyên bố hàng triệu người nhập cư bất hợp pháp nên gói ghém hành lý nếu ông Trump đắc cử. Đó là lúc trước khi ông Trump đắc cử đó thì ông Homan cũng có nói như vậy ha. Thì ông Trump ngày 18 tháng 1 cũng đã ám chỉ rằng ông sẽ ban bố tình trạng khẩn cấp quý vị ha. Đó quan trọng là tình trạng khẩn cấp nè, thì khẩn cấp thì không cần xét xử quý vị, là nghi ngờ nghi vấn là trục xuất luôn thôi chứ không cần phải xét xử. Khẩn cấp quốc gia và huy động quân đội để thực hiện kế hoạch trục xuất. Tuy nhiên lực lượng nòng cốt trong chiến dịch này vẫn là ICE, cơ quan được cho là sẽ đóng vai trò như mũi xung kích của chính quyền Trump để đối phó với người nhập cư bất hợp pháp. Đó quý vị thấy không? ICE được thành lập từ sự kết hợp hai nhánh điều tra và thực thi của các hải quan Mỹ với cục di trú và nhập tịch trước đây. Từ năm 2003 đó, ICE là đơn vị trực thuộc Bộ An ninh Nội địa chịu trách nhiệm thực thi luật liên bang về kiểm soát biên giới, hải quan, thương mại và nhập cư. Hiện nay, cơ quan này có hơn 20.000 sĩ quan thực thi pháp luật tại hơn 400 văn phòng ở Mỹ và trên toàn cầu với ngân sách hàng năm khoảng 8 tỷ USD. Sứ mệnh của ICE là bảo vệ an ninh và an toàn công cộng đồng của Mỹ bằng cách tiến hành các cuộc điều tra và thực thi luật pháp nhập cư. Nhiệm vụ của họ chủ yếu liên quan đến việc tìm kiếm, bắt và trục xuất những người nhập cư trái phép. Đó là nhiệm vụ của ICE là như vậy đó quý vị nha. Thì ICE cũng hỗ trợ điều tra các tổ chức tội phạm xuyên quốc gia và những mạng lưới khủng bố tìm cách đe dọa hoặc lợi dụng luật hải quan và nhập cư của Mỹ. Thì từ tháng 10 năm 2013 đến tháng 3 năm nay thì ICE đã bắt giam hơn 3,4 triệu người được xác định là nhập cư trái phép. Thì tổng thống người bị bắt cao nhất vào năm 2019 với 508.850 người và thấp nhất là vào năm 2020 với 182.870 người. Từ năm 2014 đến năm 2023, số người bị ICE bắt trung bình khoảng 329.600 người mỗi năm. Đó vị ha, một năm là 329.600 người mỗi năm mà ICE bắt lên trục xuất. Theo dữ liệu từ ACE, khoảng 589.870 người, tương đương 29,3% tổng số người bị bắt giam từ tháng 10 năm 2017 đến tháng 3 năm 2024 có tiền án tại Mỹ. Đó vì có tiền án tại Mỹ nha. Đó là những người có tiền án tại Mỹ là bắt là coi như là trục xuất đó. Những người tiền án là dễ bị trục xuất lắm. Đạo luật di trú và quốc tịch INA trao cho ICE quyền tùy ý bắt giam những người đang chờ quyết định trục xuất khỏi Mỹ. Những người mà đang chờ quyết định trục xuất ở Mỹ á, thì ICE người ta có quyền bắt luôn quý vị, nhưng có thể thả cho họ ra ngoài với số tiền bảo lãnh tối đa tối thiểu là 1.500 USD thì bảo lãnh người ra với điều kiện ví dụ dưới sự giám sát nếu họ không bị coi là nguy cơ bỏ trốn hoặc là đe dọa an ninh cho đất nước Mỹ thì người ta có thể được bảo lãnh ra và bảo lãnh ra là 1.500 USD để được bảo lãnh ra ha. Thì ICE cũng có nghĩa vụ bắt giam những người nhập cư trái phép đã phạm tội nghiêm trọng như những tội liên quan đến khủng bố hoặc là đồi bại về mặt đạo đức. Đó vì những cái này là bị trục xuất nè, nên quý vị bà con Việt kiều thì đương nhiên tất cả các nước thế giới nhưng mà mình là bà con Việt kiều, mình người Việt Nam liên quan tới cộng đồng bà con gốc Việt cho nên mình cũng nói bà con Việt kiều để bà con Việt kiều chú ý chứ không thật sự ra tất cả các nước thế giới đều phải chú ý như vậy ấy cả. Thì ICE cũng là nghĩa vụ bắt giam những người nhập cư trái phép đã phạm tội nghiêm trọng như những tội phạm liên quan đến khủng bố nè, hoặc là đồi bại về mặt đạo đức nè, đó có chị coi nha, đồi bại về mặt đạo đức nè. Được định nghĩa là hành vi gây sốc đối với dự luật vì bản chất đê tiện hoặc suy đồi hoặc là đồi trụy. Và sau khi họ được thả ra khỏi nơi giam giữ thì hình sự á, khổ ra ví dụ như là bị phạm tội bị bắt ở tù. À, khi thả ra một cái là Israel tới bắt liền, bắt là coi là trục xuất về nước. Đó, nếu quý vị cô chú anh chị là những người
đến với Mỹ bằng thẻ xanh, đến với Mỹ thi quốc tịch để có quốc tịch Mỹ ha. Có những cái trường hợp mà mình muốn bên Mỹ thì mình có thể vẫn bị trục xuất bình thường nha. Nhưng nhiều cô chú anh chị các bạn trong cái video trước á, nhiều cô chú anh chị nói là bình luận là ông này ông nói càng, ông Việt này ông nói càng nói bừa, là có quốc tịch Mỹ mà ai bị trục xuất. Có quốc tịch quý vị của anh chị các bạn là người sinh ra từ nhỏ, sinh ra trên đất Mỹ là quý vị có quốc tịch từ nhỏ luôn thì quý vị của anh chị sẽ không bị trục xuất về nước nào cả, tại quý vị đâu có từ nước đâu tới đâu. Còn quý vị của anh chị các bạn từ một quốc gia khác, bất cứ quốc gia nào ha, đó thì quý vị tới Mỹ, quý vị thi quốc tịch Mỹ, ví dụ như kết hôn giả mà sau này người ta phát hiện được thì người ta trục xuất quý vị về nước, về cái nước ban đầu quý vị đó. Thì quý vị có quốc tịch mà, có cái nước ban đầu mà, có nghĩa là quý vị có thi quốc tịch, là quý vị còn còn những đứa nhỏ nó sinh ra ở trên nước Mỹ từ nhỏ rồi nó đâu có thi quốc tịch đâu, sinh ra là nó đã có quốc tịch từ nhỏ rồi. Nhưng những người không thi quốc tịch là không có bị trục xuất, còn những người thi quốc tịch mà gian dối trong khi tìm một khách, gian dối khai gian hay là kết hôn giả, nói chung là mọi vấn đề mà để có thể nhập tịch được mà sau này người ta phát hiện được, dù có 10, 20 năm hay 30 năm hay 40 năm người ta phát hiện được thì quý vị của anh chị vẫn bị trục xuất về nước bình thường nha. Cho quý vị lưu ý chỗ này trong các video.